Chào mừng các bạn quay trở lại với Scary Teacher 3D. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái round số 4 của Jack and Kay Competition các bạn. Trước chúng ta đã vượt qua cái round số 3 rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục qua cái round số 4 nè. Ở cái màn này thì mình sẽ làm cho cái con thú nuôi của cô Ti đó, nó sẽ cắn chính cô Ti các bạn. Oh Francis, this is my greatest plan ever. Cô Ti cổ nuôi một cái con bét nữa các bạn. Cái con bét này đặc biệt là khi mình bỏ cái tấm hình của người nào vô thì nó sẽ cắn cái người đó các bạn. Xem người đó như kẻ thù đó. Đó, rồi đây cổ đưa cái hình của ông Francis vô cái nó cắn ông Francis, các bạn thấy ghê không? Thì ở cái màn này mình sẽ tròn bằng cách mình sẽ chụp hình cô Ti và mình để vào trong cái thùng này các bạn. Okay. Thì cái màn này khá là dễ luôn, đó là mình chỉ cần đổi cái tấm hình mà ông Francis ông. Thì đầu tiên mình sẽ vô nhà của cô Ti nè các bạn, mình sẽ quan sát rồi ông Francis ổng đi đâu các bạn. Hiện giờ để mình coi ổng đang ở đâu. Xác hình như là ổng đang đứng gần ở đây nè. Đâu rồi ta? Vậy các bạn thấy không? Ông Francis ổng đi vô mấy cái phòng các bạn, chút ổng sẽ vào cái phòng này ổng ngủ nè. Ổng ngủ phòng này hoặc là phòng này nè. Đây, như vậy mình sẽ đợi. Đó, các bạn đợi ổng cứ đi vòng vòng vậy đó. Đó, mà chúng ta đừng có đi lại gần ổng quá nha, ổng sẽ bắt mình á. Ok, cái cô Ti có đi đâu rồi ta? Thường những cái màn Halloween này cô Ti cổ ít có hung dữ lắm, bạn nhìn kìa, ổng vô trong phòng kia kìa. Ở đây mình đem xuống cái này mình bỏ. Mình bỏ xuống đây chút cho ổng đi vô đây, ổng dướng cái này, cái ca thử ra ổng bị dướng không. Mình chỉ quan sát ổng thôi, cái màn này khá là dễ luôn á. Rồi sau đó mình sẽ chụp tấm hình của cô Ti các bạn. Chút mình thử mình chụp tấm hình của mình hoặc là của ông Francis thử coi cô Ti có bắt mình hay không nha. Đó. Ông Francis hình như ổng không có bị cái này nó bụp các bạn, đúng rồi, ổng chỉ đi vậy thôi. Không giống như cô Ti gọi vô là cô sẽ bị bắt các bạn. Này mình đứng xa xa ra. Rồi mình chỉ đợi ổng ra thôi nữa. Đó, ông sẽ vô trong một trong hai phòng này ông ngủ nè. Mà mình vô mình lấy cái máy của ông đi chụp hình ta. Rồi đợi ông nha, để cho ông có ngủ không nhé các bạn, coi chừng ông ra. Cẩn thận nha. Mình vô ông ngủ rồi đó. Thấy mình ra đây cứ có cứ sợ đây rồi ông ngủ rồi. Đó, giờ mình sẽ vô mình mở cái máy của ông. Chúng mình sẽ đổi nè. Mình sẽ kiếm cái hình của cô Ti để mình chụp các bạn. Cái tấm hình nè. Chúc mình sẽ thử chụp cái ông này thử coi ha. Bây giờ mình sẽ chụp hình cô Ti nè các bạn. Mình sẽ ấn vô đây nè. Rồi ok, sau đó mình sẽ bỏ cái hình của cô Ti vào trong đây các bạn. Ở cái phần sau mình sẽ thử mình bỏ hình cô Ti vô đây để cô Ti cổ sẽ bị cái con bét của cô cắn cô các bạn. Bởi vì khi mà mình bỏ cái tấm hình đó vào trong con nào thì nó sẽ cắn người đó thôi. Chúng mình sẽ giữ chụp cái ông Vampire thôi coi, hoặc là mình chụp chính cái người mình đang điều khiển thôi các bạn. Ủa cô Ti có bị dướng ở đâu rồi ta? Thôi giờ mình sẽ đi kiếm cô Ti để cho cô dí mình chứ cô bị dướng rồi. Ủa cái game này nó bị cái gì đó? Như cô đang ở dưới dưới hầm. Ui oh my god. Nó tròn luôn. Bị cô chụp. Ủa lần đầu tiên bị luôn á, ghê thiệt chứ. Hết hồn luôn. Ủa mình đẩy cái ghế mình vô cái két luôn á. Đúng là đây là những cái màn gọi là tiếng Anh là gọi là jump scare. Cái bây giờ mình sẽ đợi cô Ti cỡ
Còn lại các bạn, còn lại cậu sẽ không cần thiết, không còn ngủ kìa. Rồi vậy thôi, vậy là xong rồi đó. Hồi nãy cậu bị dướng các bạn, đúng không? Kỳ ha, tự nhiên dướng mình vô cậu mới mở ra được đó bạn. Ok, here we go. Mình nè ghê không? Này cái màn Halloween này ta thấy nó có nhiều cái bí ẩn quá. Giờ mình sẽ nhét hình của cô tự do nè các bạn. Để cái phần sau mình sẽ thử mình chụp cái tấm hình của cái ông vampire thôi cho nó cắn ai nha. Bây giờ mình sẽ thử mình không chụp cô ti nữa các bạn, mình sẽ chụp ông răng ông vampire thử coi như thế nào nha các bạn. Prepare to be amazed. My beauty. Now go grab me some pictures. Đó thì bây giờ mình cũng đợi ông Ron Six ông đi vòng vòng các bạn. Nào ông mất tiêu rồi. Ông sẽ xuất hiện ngẫu nhiên nha các bạn, nhiều khi xuất hiện ở dưới, đôi khi xuất hiện ở trên á. Ok, à vậy cũng giống nãy đâu các bạn. Ông cũng đi vòng vòng vậy, thôi kệ ông đi, mình đợi ông một xíu thôi. One must be so jealous. Thì cậu thấy mình các bạn, cậu dí lên rồi bạn. Nhưng mà cô hình như là cô ti có bị lỗi các bạn, đứng đó cậu tưởng là mình đang trên lầu. Thôi cậu đang dí gì hết á, đang không thấy mình nữa. Em đứng ở đây nè, mình nhìn nè các bạn. Có thể là chút ông reset ở vô đây nè. Hả, không chuẩn bị vô rồi đó. Mình đứng ở ngoài cổng đây mình nhìn thôi. Cái màn này các bạn có thể là chỗ này các bạn nhìn đừng đứng gần quá. Rồi, không vô là không nhảy là nằm liền luôn á. Giờ mình sẽ lấy cái hình nào một cửa ổng nè. Ôi cô Ti cô xuống, cô chạy trốn. Bây giờ mình đợi cho cô đi chỗ khác đi, bắt đầu mình sẽ các bạn, hay là mình dơm mình chính mình thử coi nó như thế nào ha. Để mình vô trong cái kiến á. Đây nha, mình thử mình chụp được không nhé các bạn. Ố được nè. Ơi sao cái mặt, nếu mình chụp không đúng thì là cái mặt nó bị che các bạn. Để mình thử coi. Ủa sao cô ti cô làm gì, cô ngồi cô coi tivi nghe cháu băng xít không biết ghê chứ. Ngày nãy cô ngồi cô coi tivi mà không nghĩ ngủ nè.
ra cái này mình chụp hình khác thử coi như thế nào nha. Cô đi đâu rồi ta? Ở lúng ra cậu xuống đây chứ. Ở mình dụ cô xuống đây. Kìa. I will make sure you're never bother me. Đó, mình dụ cô xuống đây đi để cho kết thúc cái màn đi chứ. Đi đâu ta? Stay out of my house. Okay. Ra khỏi nhà tao. Thằng nhỏ này. Đó. Nãy mình để cái tấm hình không phải như vậy thì thử như thế nào nha. Đó, ông bỏ vô nè. Vậy chắc nó không thấy mặt ai quá, chắc nó không cắn quá. Nãy mình để cái hình của chính mình á, để cho nó cắn ai nha. À, nó chỉ like. Rồi nó hù với cái kia. Ok. Các bạn thì hôm nay mình cũng hoàn thành được cái round số 4 rồi các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có những thắc mắc hay những cái đề nghị nào thì các bạn có thể để lại bên dưới video. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.